Chào bà con nông dân cả nước nha. Nay nông cơ tính lên con máy cắt cỏ Kyurit 2003, máy nhiệt bãi cho qua sử dụng. Tình trạng máy rất là ok mọi người. Chế hệ nè, chế hệ TNL2 kim nè mọi người, on off nè. Đó, bình xăng nè, xăng riêng màu trắng nè. Trợ lực nhỏ nè, bô nè, không bể vỡ nha mọi người, cao su còn nè, dây đeo nè, rất là ok luôn. Chế quanh rồ hai kim, chế quanh rồ riêng thang máy nha mọi người. Mình rồ ha, đó, thấy không? Em bán hàng có sao nói vậy chứ em không có nói xạo nha mọi người. Đó, RME 23 nè, nồng 33 ly 23cc, nhiệt bãi, bố còn rất là dày nha mọi người. Trâm nhựa nè, trâm nhựa, nhựa siêu cứng, siêu bền nè. Thì em đã vô mở bò ở đây rồi, có em gắn cái thêm cái lọc bụi đây luôn rồi nha mọi người, về an tâm sử dụng ha. Máy em thì bán bảo hành điện cho mọi người 3 tháng nha, IC đó. Thì giá trong phần mô tả, mua máy thì sẽ được tặng bugi nè, bắt cước nè, bắt cước có dây cước Pháp gai nè, dao cắt Thái Lan 3 tấc nè, cái mỏ bugi nè, và lục giác 4 nè, và bao ship tới nơi kiểm tra máy ok mới thanh toán tiền cho shipper nha mọi người. Máy thì có tay lái đầu bò trắng cỏ đầu đầy đủ nha mọi người, dây đeo rồi ha. Đó, trạng máy là rất là ngon luôn, bố dày. Em có thay ống xăng cho mọi người nha. Đó, rồi còn như là máy rin từ nồng đến bình xăng đồ này kia rin hết nha mọi người, hơi nè. Đó, rất là ok luôn. Về phần dây, dây thì rất là suông ha. Đó, này máy này mạnh lắm nha mọi người, em mới test cỏ rồi, rất là mạnh luôn. Đó, tay ga đây nè, ống cần nè, ống cần 25-7 khía nha mọi người, này trắng cỏ rin đó nè, đó, trắng cỏ nó khuyết khuyết vậy đó mọi người, nó đẹp đẹp vậy đó, chứ ngoài nó bể đâu. Rồi đầu bò này nó về thấy nó không êm, nó còn quay được nhưng mà nó không êm nên em thay cái đầu bò mới cho mọi người nha. Đầu bò này chỉ giá 200.000 đó nha mọi người. Đó, em đã test cỏ rồi, các bằng dây đồ nó ngon lắm, quá mạnh luôn, nó mạnh như mấy hàng 26 vậy đó, công nhận. Thằng chế hệ này chạy ngon thiệt. Rồi quay xung quanh máy cho mọi người coi nha, liên hệ nguyên hiện hết. Máy máy này xài bền lắm mọi người, nó gọn nhẹ nè, nó gọn đỡ lắm. Giờ người ta hay xài cái này người ta cắt rồi, đeo bên lưng nó rất là im lưng. Đó, cái đầu gài đồ còn đầy đủ hết nha, cái này thiếu cái đầu gài qua thì em lát em lấy vô cho, này em nhiều lắm. Rồi tắt máy nha mọi người, giật nè, hơi nè. Đó, hơi rất là nặng luôn. Phải giật từ từ chứ giật mà ấy quá nó chạy luôn mọi người. Đó, hơi nặng lắm nha, rất là nhẹ nhàng luôn. Cái đầu bò mới còn bót nó còn kêu vậy chứ mọi người chạy chừng
hai ba ngày là hết nha mọi người. Là bò mới nó bóp vậy đó, mọi người an tâm ha. Đó, giật nè, máy nè, giật nè, rất là nhẹ nhàng luôn. Rất là ok nha. Giá trong phần mô tả nha mọi người. Ai chưa chọn được con máy ưng ý thì nhớ đăng ký kênh và theo dõi em. Em ra những con máy mọi người ok ủng hộ em nha. Rồi, cảm ơn nha mọi người. Kết thúc video tại đây.